Quỳnh Anh và Ngọc Trời xin thân ái kính chào quý khán giả Huyền Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ hai đầu tuần. Chào Quỳnh Anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Huyền Việt TV. Thân ái mến chào Ngọc Trời, thưa anh. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu bản tin của ngày hôm nay vẫn là phần tin Hoa Kỳ. Mời Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, mở đầu tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Biden phát thảo kế hoạch kết thúc chiến tranh ở Afghanistan. Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ đưa công dân và những người Afghanistan đang gặp nguy hiểm ra khỏi Afghanistan một cách an toàn khi phiến quân Taliban đẩy lùi hàng ngàn người bên ngoài phi trường Kabul hôm Chủ nhật. Ông Biden cho hay tình hình an ninh ở Afghanistan đang thay đổi nhanh và chính quyền của ông không ảo tưởng về đe dọa từ phiến quân Islamic State ở Afghanistan, còn gọi là ISIS-K. Evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful. Các nhân chứng cho biết Taliban bắn chỉ thiên và dùng dùi cui để buộc người dân xếp hàng bên ngoài phi trường. Hôm thứ Bảy, 7 người thiệt mạng trong lúc xô đẩy chen lấn tại cổng ra vào. Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, ông Biden nói rằng việc di tản hàng ngàn người khỏi Kabul sẽ rất khó khăn bất kể khi nào. Chúng ta còn con đường dài phía trước và có thể gặp nhiều trở ngại. Tổng thống cho hay, ông chỉ đạo Bộ Ngoại giao liên lạc với những người Hoa Kỳ bị mắc kẹt ở Afghanistan qua điện thoại, email và những phương thức khác. Và Hoa Kỳ đã có kế hoạch để đưa họ đến phi trường. Hôm Chủ nhật, theo các nhân chứng, không xảy ra thương tích nặng khi các tay súng đẩy lùi đám đông. Ông Biden cho biết Taliban hợp tác về việc mở rộng chu vi phi trường. Khi một phóng viên hỏi liệu Hoa Kỳ có gia hạn thời hạn chót ngày 31 tháng 8 cho việc di tản hay không, ông Biden trả lời, ông hy vọng sẽ không phải gia hạn, nhưng cơ quan hữu trách sẽ bàn thảo về thời gian. Cựu Tổng thống Donald Trump công kích Tổng thống Joe Biden về việc rút quân tại Afghanistan. Cựu Tổng thống Donald Trump đã mạnh mẽ công kích cách mà Tổng thống Joe Biden giải quyết việc rút lui lực lượng Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan mà bị ông gọi là sự nhục nhã chính sách đối ngoại lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Donald Trump đã liên tục đổ lỗi cho ông Joe Biden làm cho Afghanistan thất thủ trước phiến quân Hồi giáo Taliban. Mặc dù việc rút quân của Hoa Kỳ dẫn đến sự sụp đổ là do chính quyền của chính ông thương thảo. Phát biểu trước người ủng hộ gần Kilman tại Alabama, thì ông Donald Trump cho biết là việc rút quân bất thành của ông Joe Biden ra khỏi Afghanistan là sự thể hiện đáng ngạc nhiên nhất của một sự kém cỏi của vị lãnh đạo đất nước có lẽ chưa từng thấy bao giờ. Các vị lãnh đạo Taliban đang cố gắng thành lập chính phủ mới sau khi mà lực lượng Taliban đã càn quét toàn quốc khi mà lực lượng ngoại quốc rút lui sau hai thập niên tại đây. Và khi chính quyền được Tây Phương hậu thuẫn và quân đội đã tan rã. Về phần mình thì Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích quân đội Afghanistan vì đã không chiến đấu và lên án chính phủ Afghanistan nay đã bị lật đổ. Và tuyên bố ông thừa hưởng thỏa thuận rút quân một cách tồi tệ từ ông Donald Trump. Từ cuộc tuần hành thì ông Trump đã đổ lỗi tình hình hiện tại cho ông Joe Biden vì không thực hiện kế hoạch rút quân của chính quyền ông ta. Và lên án chuyện thiết bị quân sự để lại tại Afghanistan khi mà binh lính rút lui. Ông Trump cho biết đây không phải là rút quân mà là đầu hàng. Ông Trump cũng cho biết là Taliban tôn trọng ông. Ông còn ám chỉ chuyện tiếp quản Afghanistan một cách nhanh chóng lẽ ra đã không xảy ra nếu ông ta còn tại nhiệm. Sang qua tin tiếp theo thưa quý vị. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cam kết gắn bó lâu dài ở Á Châu. Phó Tổng thống Kamala Harris tái khẳng định cam kết bền vững của Hoa Kỳ với Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong chuyến công du Singapore. Phát biểu trong chuyến thăm Singapore hôm nay, bà Harris nói rằng chính phủ Hoa Kỳ cam kết gắn bó lâu dài ở Singapore với Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bà Harris đến Singapore hôm Chủ nhật, bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới Đông Nam Á của một phó tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm. Bà cũng là giới chức cấp cao nhất trong chính quyền tổng thống Joe Biden đến thăm Á Châu. Bà cho hay, lý do bà ở đây bởi vì Hoa Kỳ là quốc gia lãnh đạo toàn cầu và Hoa Kỳ đảm nhiệm vai trò đó một cách nghiêm túc.
Singapore là điểm dừng chân đầu tiên của bà Harris trong chuyến công du một tuần ở Á Châu. Phó Tổng thống Hoa Kỳ sáng hôm nay được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiếp đón tại tòa nhà chính phủ. Bà Harris được tặng một chậu hoa lan mang tên của bà như một biểu hiện cho phong cách ngoại giao hoa lan của Singapore. Cây hoa lan được Singapore đặt tên là Papilionanda Kamala Harris, có hoa màu hồng nhạt, được tô điểm bởi những đốm màu hồng nổi bật và nhụy màu đỏ tươi. Bà Harris đã điện đàm với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và gặp các bộ trưởng Singapore tại tòa nhà chính phủ trước khi tổ chức họp báo chung với Thủ tướng Lý Hiển Long. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết ông đã có cuộc thảo luận tuyệt vời với bà Harris, nhấn mạnh rằng hai bên tái khẳng định mối liên hệ đối tác bền chặt và lâu dài. Thủ tướng Singapore đồng thời bày tỏ mong muốn cung cấp phi cơ tiếp nhiên liệu đa năng của không quân Singapore để giúp Hoa Kỳ thực hiện chiến dịch di tản người tị nạn khỏi Afghanistan. Có ít nhất là 22 người bị thiệt mạng và nhiều người bị mất tích vì lũ lụt ở tại Tennessee. Ít nhất là 22 người bị thiệt mạng và nhóm cứu nạn vào hôm Chủ nhật đã tiếp tục tìm kiếm hàng chục người còn bị mất tích sau đợt mưa lớn kỷ lục ở tại Tennessee. Trận lũ lụt vào hôm thứ Bảy ở vùng nông thôn đã cuốn trôi đường xá, làm đổ cột phát sóng điện thoại di động cũng như làm đứt dây điện thoại, đã khiến cho nhiều gia đình không biết là thân nhân của họ có thoát ra khỏi trận lũ lụt chưa từng thấy này hay chưa. Và vị cảnh sát trưởng là Chris David của quận hạt Humphrey đã xác nhận có 22 người bị thiệt mạng tại quận hạt của ông và nhiều người bị mất tích sống ở các khu dân cư nơi mà nước lũ dâng lên nhanh nhất. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết là lực lượng 430mm đã trút xuống quận hạt Humphreys trong vòng chưa đầy 24 giờ vào hôm thứ Bảy, đã phá vỡ kỷ lục mà lượng mưa một ngày ở tại Tennessee do lớn hơn 80mm. Và thống đốc là Billy đến thị sát khu vực này, gọi đây là tình hình ảnh của mất mát và đau lòng. Ông dừng lại trên đường Main Street ở tại Waverly, nơi mà nhiều căn nhà bị cuốn trôi khỏi móng nhà cũng như là người dân đang nhặt nhạnh các đồ đạc. Mưa lớn nhanh chóng đã biến những dòng kênh ở tại Waverly thành dòng nước lũ chảy xiết. Và mở đầu cuộc họp báo về ảnh hưởng của bão nhiệt đới Henry đến New England, thì Tổng thống Joe Biden đã gửi lời chia buồn đến với người dân của Tennessee và đã chỉ đạo giới chức cơ quan thảm họa liên bang bàn thảo hỗ trợ với các thống đốc. Còn ở phía đông của Waverly thuộc thị trấn McEwen vào hôm thứ Bảy thì có lượng mưa là 432mm và phá vỡ kỷ lục trước đó là 345mm vào năm 1982. Nghiên cứu khoa học gần đây kết luận là những đợt mưa lớn sẽ trở nên thường xuyên hơn vì khí hậu biến đổi do con người gây ra. Vấn đề này không chỉ giới hạn ở tại Tennessee. Một nghiên cứu liên bang cho thấy là khí hậu biến đổi đã tăng gấp đôi nguy cơ mưa lớn. Như vào hồi tháng 8 năm 2016, thì lượng mưa là 660mm đã trút xuống khu vực Baton Rouge tại Louisiana. Đợt lũ lụt này đã làm cho ít nhất 13 người bị thiệt mạng và 150.000 căn nhà đã bị hư hỏng. Tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết 94 đám cháy rừng lớn đang hoành hành trên khắp Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đám cháy Caldor Fire phá hủy hơn 320 công trình và đang đe dọa 13.000 công trình khác khi nó tiếp tục lan rộng vượt khỏi tầm kiểm soát tại miền Bắc California. Theo cập nhật vào sáng Chủ nhật, 8 ngày sau khi đám cháy bùng phát ở quận hạt El Dorado, nó đã lan rộng 98.149 mẫu và chưa kiểm soát được phần nào. Dự báo phải đến ít nhất ngày 31 tháng 8 mới có thể kiểm soát hoàn toàn. Đám cháy lan rộng hôm thứ Bảy vì gió mạnh đưa ngọn lửa sang phía đông, nơi nó vượt qua đường Highway 50 gần Keybus ở quận hạt El Dorado. Caldor Fire chỉ là một trong 94 đám cháy rừng lớn đang hoành hành ở 12 tiểu bang, đa số tại miền Tây Hoa Kỳ khi khu vực này trải qua đợt hạn hán chưa từng thấy. Tổng cộng cháy rừng thiêu rụi hơn 2.4 triệu mẫu. Dixie Fire hiện nay là đám cháy rừng lớn nhất Hoa Kỳ và là đám cháy lớn thứ nhì trong lịch sử California, thiêu rụi hơn 721.298 mẫu tính cho đến sáng hôm Chủ nhật. Đám cháy đã kiểm soát được 37% sau khi nó bùng phát cách đây 39 ngày.
hơn 1.200 công trình bị phá hủy và khoảng 16.000 công trình bị đe dọa. Nguyên nhân đám cháy vẫn đang được điều tra. Giới chức cảnh báo, miền Bắc California sẽ trải qua mùa cháy rừng kéo dài do hạn hán làm cây cối khô héo. Do nguy cơ cháy rừng rất cao ở miền Bắc California, Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ ở khu vực Tây Nam Thái Bình Dương tạm thời đóng cửa 9 khu rừng quốc gia cho đến ít nhất vào ngày 6 tháng 9. FDA đưa ra cảnh báo là người dân không nên dùng thuốc thú y để mà chữa trị COVID-19. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ là FDA kêu gọi là người dân không nên sử dụng thuốc thú y để mà chữa trị hay là ngăn ngừa COVID-19. Sau khi nhận được nhiều báo cáo về các bệnh nhân đã phải nhập bệnh viện sau khi tự chữa trị bằng thuốc ivermectin dành cho loài ngựa. FDA cho biết rằng chúng ta không phải là ngựa hay là bò, và đây là vấn đề nghiêm trọng phải chấm dứt ngay. Thuốc ivermectin không phải là thuốc kháng virus và thường được sử dụng để mà chữa trị hay là ngăn ngừa ký sinh trùng nơi động vật. FDA cho hay là những loại thuốc thú y này thường có hàm lượng cao vì chúng sử dụng cho những động vật lớn như là ngựa và bò, và vốn thường nặng cân hơn rất nhiều so với con người. Sử dụng liều cao có thể rất độc ở nơi con người, và theo FDA thì các bệnh nhân dùng quá liều ivermectin có thể bị buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, hạ huyết áp, phản ứng dị ứng, chóng mặt, khó giữ thăng bằng, co giật, hôn mê và thậm chí gây ra tử vong. FDA cho biết rằng thuốc viên ivermectin được FDA chấp thuận để mà chữa trị cho những người bị các tình trạng cụ thể là do giun ký sinh gây ra, cũng như công thức dùng ở ngoài da để mà trị trí trên tóc, cũng như tình trạng da như là chứng đỏ mặt, rosacea. Khác với các loại thuốc sử dụng cho động vật, thuốc viên ivermectin và công thức dùng ngoài da dành cho người có liều dùng rất cụ thể và nhỏ hơn đáng kể so với liều dùng cho động vật. Ngoài ra thì FDA đã cảnh báo là nhiều tá dược trong các sản phẩm thú y không được đánh giá để mà sử dụng cho con người. Trong một số trường hợp, chúng ta không biết những tá dược này có ảnh hưởng đến việc ivermectin hấp thụ vào cơ thể như thế nào. Và FDA nhấn mạnh là cơ quan này chưa chấp thuận bất kỳ hình thức nào của ivermectin để dùng chữa trị hay ngăn ngừa COVID-19 ở con người. Và FDA buộc phải phát đi cảnh báo về việc sử dụng thuốc này theo sau vô số những thông tin sai lệch về loại thuốc này. Những trường hợp tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở Hoa Kỳ xảy ra sớm hơn và ở nhiều nơi khác với nhận định trước đây. Trong một diễn biến đáng chú ý có thể định hình lại hiểu biết của chúng ta về những ngày đầu của dịch bệnh COVID-19, hồ sơ tử vong này cho thấy những ca tử vong đầu tiên liên quan đến COVID-19 ở California và trên toàn quốc xảy ra từ tháng 1 năm 2020, sớm hơn nhiều tuần so với nhận định trước đây và trước khi giới chức biết virus đang lây lan ở đây. 6 giấy chứng tử từ tháng đó ở 6 tiểu bang gồm California, Alabama, Georgia, Kansas, Oklahoma và Wisconsin âm thầm điều chỉnh để liệt kê COVID-19 là một yếu tố góp phần tử vong, cho thấy con đường lây lan của virus nhanh chóng vượt ra ngoài các khu vực duyên hải, nơi được xem là những điểm nóng đầu tiên của Hoa Kỳ. Đến tận bây giờ, cái chết ngày 6 tháng 2 năm 2020 của bà Patricia Dow ở San Jose vẫn được xem là trường hợp đầu tiên tử vong vì coronavirus tại Hoa Kỳ, mặc dù không rõ bà nhiễm virus ở đâu và nhiễm như thế nào. Ông Matthew Memoli, giám đốc bộ phận nghiên cứu lâm sàng tại phòng thí nghiệm bệnh truyền nhiễm thuộc Viện Y tế Quốc gia NIH ở Bethesda, Maryland nói rằng: "Chúng ta cần ngồi lại và đánh giá chuyện này như thế nào, dịch bệnh bùng phát khi nào, chúng ta giải quyết ra sao, có phải chúng ta làm dịch bệnh trầm trọng thêm hay không, và có phải chúng ta có thể đối phó một cách an toàn khác hay không. Ví dụ, các ca tử vong xảy ra ở miền Tây, Midwest và miền Nam cho thấy lẽ ra phải áp dụng sớm hơn nhiều biện pháp hạn chế đi lại và giữ khoảng cách xã hội, và phản ứng nhanh như thế này sẽ là công cụ quan trọng trong đại dịch tiếp theo." Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Huấn Việt TV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trả lại với quý vị trong phần tin quốc tế.